chương trình bốc thăm trúng thưởng chào xuân 2019 cùng Huy Cúc Mobile ngày hôm nay. Hôm nay đầu tiên chúng tôi những người thực hiện chương trình ngày hôm nay xin được phép gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, khởi đầu trong một năm 2019 thật thuận lợi. Cùng với Huy Cúc Mobile đó là chính là chương trình bốc thăm trúng thưởng chào xuân năm 2019 ngày hôm nay. Và với tất cả chúng ta, với các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các quý khách hàng đã đến với chúng tôi ngày hôm nay, quý vị hãy dành cho chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nếu như quý vị và các bạn cũng đang có một khởi đầu năm 2019 thật thuận lợi, đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn đưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình tri ân khách hàng đó chính là triết lý kinh doanh của Huy Cúc Mobile. Kinh doanh luôn gắn liền với những hoạt động tri ân và chăm sóc khách hàng. Và chương trình bốc thăm trúng thưởng đó là một chương trình thường niên của Huy Cúc Mobile được tổ chức hàng năm với những giải thưởng rất có giá trị. Và ngày hôm nay năm 2019 đầu xuân năm 2019 đến hẹn lại lên, chúng tôi lại rất một lần nữa rất vui mừng và vinh dự được đồng hành cùng toàn thể các nhãn hàng, các thương hiệu, cũng như đồng hành cùng toàn thể các vị quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi mua sắm cho các sản phẩm công nghệ tại Huy Cúc Mobile trong suốt thời gian vừa qua. Và lần đầu tiên chúng tôi cũng xin được phép gửi lời kính chúc tới toàn thể quý vị và các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng. Chúc cho chương trình bốc thăm trúng thưởng chào xuân năm 2019 của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ. Và xin chào quý vị và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Và như quý vị và các bạn cũng đã biết, vâng, Huy Cúc Mobile, vâng, một thương hiệu đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta, vâng, đã rất quen thuộc với tất cả những khách hàng tại huyện Vị Xuyên nói chung cũng như là tại các huyện lân cận nói riêng. Đây là một địa chỉ rất uy tín và đáng tin cậy để quý vị và các bạn lựa chọn mua sắm cho các mình những cái sản phẩm công nghệ, những sản phẩm phụ kiện và rất nhiều những dịch vụ khác đã và đang có tại Huy Cúc Mobile. Và nhằm tri ân cho tất cả các vị khách hàng vẫn đã tin tưởng, đã mua sắm và lựa chọn một điểm đến thật uy tín đó chính là Huy Cúc Mobile trong suốt thời gian qua, thì ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi sẽ xin long trọng gửi tới toàn thể quý vị và các bạn món quà tri ân thay cho một lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng, thay cho những lời cảm ơn chân thành tới sự tin tưởng của toàn thể quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua, đó chính là một giải thưởng đặc biệt trị giá 17 triệu đồng và rất nhiều những giải thưởng có giá trị khác. Và ngày hôm nay đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui mừng và vinh dự được chào đón đại diện đến từ các đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn và chào đón đại diện đến từ trung tâm Vinaphone huyện Vị Xuyên. Vâng, chúng ta xin được trân trọng chào đón và đại diện đến từ các nhãn hàng, các thương hiệu đến từ nhãn hiệu Wego Smartphone, Samsung Smartphone, Oppo Smartphone, Wego Smartphone và rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng khác đã và đang hợp tác với Huy Cúc Mobile trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt hơn, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón với sự có mặt và hiện diện của gần 1.000 khách hàng đã và đang có mặt tại khu vực trung tâm sân khấu chúng ta ngày hôm nay. Vâng, sự có mặt đông đảo của quý vị và các bạn đó là minh chứng cho những tình cảm, những sự tin tưởng của quý vị và các bạn dành cho Huy Cúc Mobile chúng tôi suốt thời gian qua. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và giới thiệu lên sân khấu ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông Quốc Huy sẽ lên sân khấu để phát biểu tri ân quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Quốc Huy, giám đốc công ty viễn dịch vụ viễn thông Quốc Huy. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý và toàn thể những người đang có mặt trong buổi lễ tri ân khách hàng năm 2019 ngày hôm nay. Vậy là một năm đã trôi qua để chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tri ân khách hàng những năm vừa qua và cho đến năm nay, năm 2019. Thời gian qua, Huy Cúc không ngừng nỗ lực phát triển để có những vị thế và những chỗ đứng trong thị trường đầy khó khăn này. Huy Cúc Mobile cũng cảm ơn tất cả những nhà tài trợ như VNPT Vị Xuyên, công ty Wego, rồi là Điểm Sáng Việt, Samsung, Huawei để cùng nhau làm nên những chương trình tri ân cho khách hàng cho những năm nay. Hãy
100.000 đồng. Và chúng ta sẽ có một giải nhất là một chiếc smartphone đến từ hiệu Vico, và một tổ wifi, và một chiếc sạc dự phòng nữa. Tổng giá trị giải thưởng là 5.500.000 đồng. Giải thưởng rất lớn. Và đặc biệt giải thưởng lớn nhất chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, lý do mà quý vị và các bạn có mặt tại sân khấu chúng tôi ngày hôm nay, và giải thưởng mà tất cả chúng ta đều mong muốn và yêu thích nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là chiếc xe máy Way Alpha trị giá 17 triệu đồng. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm các giải thưởng từ giải 7 cho đến giải đặc biệt quý vị nhá. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép trân trọng kính mời một vị khách hàng sẽ lên sân khấu để giúp chúng tôi tìm kiếm những giải thưởng đầu tiên. Vâng, vị khách hàng nào lên sân khấu giúp chúng tôi bốc thăm cũng sẽ nhận được một phần quà. Vâng, cũng sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức quý vị nhá. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời một cánh tay giơ lên. Ôi, nhanh quá nhở. Và các bạn bình tĩnh nào, thì chúng tôi sẽ đếm ngược từ 3 đến 1. À, 1 đến 3 đi. 1, 2, 3. Vâng, cánh tay nào giơ nhanh nhất rồi các bác, hai tay đen xì kia bỏ trước. Vâng, cánh tay nào giơ nhanh nhất ấy, thì sẽ lên sân khấu nhá. Một phần quà chắc chắn sẽ thuộc về quý vị, và may mắn hơn quý vị sẽ bốc trúng cái giải của mình thì cũng sẽ được coi là hợp lệ nhá. 1, 2, 3. Ôi, nhanh quá nhở. Nhìn mãi không kịp. Vâng, thôi xin mời đó, bạn nữ áo xanh xanh đấy. Đó, đúng rồi. Xin mời bạn lên đây. Và kính thưa toàn thể quý vị, vâng, ban nhạc cho chúng ta xin một chút nhạc. Thật là sập sình, sôi động một tí nhá. Nhỏ nhỏ thôi. Vâng, đúng rồi, xin mời. Đâu rồi? À, đây rồi, xin mời chị. Rồi, ban tổ chức sẽ giúp tôi lên sân khấu. Vâng, bên hàng thục thiếu lên trên này. Xin mời ban tổ chức. Vâng, hai bạn PG. Ôi là để luôn. Đúng rồi, hai bạn bạn B giúp chúng tôi cái bàn để hẳn ra giữa sân khấu này. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị thực sự là rất là nhiệt tình. Xin chào chị, trước tiên chị giới thiệu một chút, chị tên là gì và đến từ đâu ạ? Chị Thu đến từ Cốc Hổ ạ. Thế chị mua gì, sản phẩm gì nhà em rồi nhỉ? Mua điện thoại rồi đúng không ạ? Chắc chắn là chị có một lá phiếu này rồi đúng không ạ? Vâng, chị có mong là bây giờ bốc trúng một mình không? Có mong đâu, bây giờ bốc trúng cái quạt thôi, chị có mong không ạ? Hay đợi. À, chứ bây giờ là bốc cái quạt nhá. Bây giờ là bốc cái quạt. Thế là chị ấy muốn xe máy thì hỏi chị ấy là chị có muốn bốc trúng mình không? Có. Thế bây giờ là bốc là trúng cái quạt đây, không trúng xe máy đâu. Bây giờ xin cảm ơn chị, và bây giờ nhiệm vụ của tôi thì tôi xin phép được đảo lần một này. Úi dồi, nhiều phiếu quá quý vị ạ, trong này. Đây là tất cả những cái sự tin tưởng của quý vị các bạn ngày hôm nay đấy. Tôi nhìn thùng phiếu tôi biết là quý vị và các bạn đã mua rất là nhiều rồi. Vâng, ít nhất là mỗi người một phiếu thì trong này nó có hàng nghìn tờ được quý vị. Tuy nhiên cơ hội là chia đều. Và bây giờ xin mời chị sẽ giúp chúng tôi đảo lại một lần nữa đi ạ. Đúng rồi, chị đảo đều và đảo từ dưới lên trên. Tức là có một cái phiếu lọt ra ngoài thế này. Được chưa ạ? À, đây đúng rồi.
Được chưa? Rồi. Tất cả quý vị và các bạn có đã nhìn thấy thùng phiếu của chúng tôi chưa? Rồi đúng không ạ? Vâng, tất cả đều là công khai và minh bạch. Và đầu tiên xin mời, bây giờ xin mời chị bốc giúp chúng tôi. Chị bốc luôn một lúc, giúp chúng tôi khoảng 5 lá một lúc đi. Rồi chị đảo phát nữa. Rồi bốc một lá nữa. Bốc một lá nữa, đúng rồi ạ. Vâng. Chị bốc 5 lá, chị bốc hẳn 5 lá luôn đi. Vì những giải thưởng giải khuyến khích chúng ta sẽ bốc luôn 5 lá. Rồi chị đảo, được rồi ạ. Vâng. Chúng tôi hiện tại đã có là 1, 2, 3, 4, 5 lá phiếu. Vâng. Bây giờ thì cánh tay của chị Thu và ngày hôm nay sẽ mang lại may mắn cho ai? Cái giấy vàng bỏ ra, cái giấy vàng bỏ ra, đỡ phải cầm. Chúng ta sẽ tìm lại may mắn cho ai đây? Đây là 4 lá phiếu còn lại, chúng tôi xin phép để đây. Và bây giờ, được rồi, chúng tôi xin chúc mừng luôn nhé. Những giải thưởng này chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Chúng tôi xin được chúc mừng cho vị khách hàng may mắn đầu tiên đến từ Cao Bồ. Xin được chúc mừng cho anh Lý Văn Kẹo. Anh Lý Văn Kiều có mặt ở đây không ạ? Chúng tôi đã nhìn thấy một cánh tay giơ lên và anh nhảy cao lên mắt nhìn chưa to hơn, đúng rồi. Và quý vị lưu ý nhá. Vâng, ngày hôm nay quý vị và các bạn trúng thưởng ấy thì phải giơ hẳn tay lên. Chứ các bác mà từ từ đi từ dưới đi lên thì em không biết là các bác đi đâu. Như hôm nọ là em làm bốc thăm trúng thưởng ở trong kia. Vâng, có một bác là em thấy là bốc thăm gọi đến tên thì thấy bác đi lừ lừ từ dưới đi lên, cứ tưởng là ông trúng thăm. Hóa ra là ông ấy đi vệ sinh. Thế thì bây giờ nên cho nên là các bác trúng thưởng thì vui lòng giơ tay cao lên giúp em nhá. Đúng rồi, anh Lý Văn Kẹo đầu tiên đó ạ. Xin mời anh lên sân khấu. Xin mời. Vâng, anh ngày hôm nay như ninja. Vâng, thời tiết lạnh như này vâng, ấm áp quá nhở. Anh Kẹo thân mến, theo thể lệ của chương trình thì ban tổ chức tôi xin phép được đối chiếu với lá thăm còn lại của anh. Kính thưa quý vị, anh Lý Văn Kẹo đến từ Cao Bồ, lá phiếu số 759 hoàn toàn là hợp lệ. Dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho vị khách hàng đầu tiên đúng quý vị. Nếu vậy anh Kẹo sẽ đứng lại nắm lại khu dưới sân khấu. Lát nữa ban tổ chức chúng tôi sẽ trao giải luôn. Và bây giờ thì chúng tôi được xin được chúc mừng luôn này. Chúc mừng cho anh Đặng Văn Cương đến từ Ngọc Linh. Anh Đặng Văn Cương đến từ Ngọc Linh ạ. Không phải anh ạ, ôi ông giơ tay này, thế bảo không phải anh đâu. Bây giờ còn anh Lý Văn Cương ạ, Đặng Văn Cương. Anh Đặng Văn Cương đến từ Ngọc Linh lần thứ nhất ạ. Anh Đặng Văn Cương lần thứ hai. Ôi anh Cương lần thứ ba. Vâng, tôi xin phép được đếm ngược ạ. 3 2 1 anh Cương ơi. Rồi anh Cương cũng có đi. Ban tổ chức tôi xin phép được hủy lá phiếu này đi quý vị nhá. Đó. Quý vị lưu ý nhá, không có mặt đây sau 3 lần gọi tên chúng tôi sẽ hủy luôn lá phiếu đi. Lá phiếu tiếp theo số 1098 tôi sẽ đi nhanh luôn. Xin chúc mừng cho anh Giàng Văn Bông đến từ Ngọc Linh ạ. Nhiều Ngọc Linh quá. Anh Giàng Văn Cơ Bông phải không ạ? Vâng, xin mời cô lên trên này luôn. Vâng đúng rồi, mình giơ tay là đồng thời là mình phải đi lên luôn. Đúng rồi, xin được chúc mừng. Vâng, chị cười rất là tươi. Vâng, mùa đông này có một cái quạt thì mát phải biết. Vâng, xin mời chị lên sân khấu. Vâng, một chiếc quạt để chúng ta dành cho mùa hè đúng không? Chị đây là phiếu của anh Giàng Văn Bông, số phiếu 1098. Quý vị và các bạn không có thời gian để có thể đến đây thì có thể nhờ người thân bạn bè, nhưng bắt buộc phải mang theo lá phiếu còn lại để chúng tôi 1098. Số phiếu 1098 anh Giàng Văn Bông Ngọc Linh là phiếu hoàn toàn hợp lệ. Xin một tràng pháo tay thật lớn được quý vị. Được rồi ạ. Chúng tôi đã tìm được hai vị khách hàng rồi. Vâng, chị sẽ đứng đây một chút ít nhá. Chúng ta sẽ được. Bây giờ tôi xin được chúc mừng nhiều Ngọc Linh thế nhỉ. Vâng, xin được chúc mừng cho anh Phan Văn Nhất đến từ Ngọc Linh ạ. Anh Phan Văn Nhất đâu ạ? Vâng, có luôn. Đúng rồi, xin mời anh. Xin phép là hỏi các anh ở bên dưới cuối kia có nghe thì tiếng loa không nhỉ? Các bác ở dưới kia có nghe tiếng loa không? Nếu có cho em chạm vào tay để em biết đi. Đúng rồi, có nghe thấy đúng không ạ? Được rồi ạ, và em chỉ sợ là các bác không nghe thấy. Để em gọi tên là không nghe thấy lại không lên được thì thiệt thòi quá. Chú Nhất thân mến, theo thể lệ của chương trình thì chúng tôi xin phép được đối chiếu lá thăm còn lại. Chú có mang lá còn lại không ạ? Có đúng không ạ? Và ban tổ chức tôi xin được mượn lá thăm. Một là lá thăm số 1117. 1117 lá phiếu. Chúng tôi xem nào. Lá phiếu số 1117, khách hàng Phan Văn Nhất, lá phiếu hoàn toàn là hợp lệ thưa quý vị. Xin một tràng vào tay thật lớn để chúc mừng cho vị khách hàng may mắn thứ ba. Bây giờ là vị khách hàng thứ tư này. Tôi rất là vui khi mà mỗi lần đọc tên mà quý vị và các bạn có mặt luôn tại đây. Vâng, bạn kia cười rất là tươi, giơ tay muốn lấy cái quạt đúng không? Được rồi. Xin được chúc mừng cho anh Hoàng Văn Thế đến từ tổ 14 thị trấn Mỹ Xuyên ạ.
Anh Hoàng Văn Thế đến từ tổ 14 Bình Xuyên. Anh Thế có mặt tại đây không ạ? Anh Hoàng Văn Thế lần thứ nhất. Anh Hoàng Văn Thế số điện thoại là 975636 ấy, có không ạ? Có thì anh vui lòng giơ tay lên cái nào. Ôi kiến chân lên mãi chưa nhìn thấy. Có không, có phải anh Thế đang đi lên không nhỉ? Anh Hoàng Văn Thế lần thứ nhất. Anh Hoàng Văn Thế lần thứ hai. Anh Hoàng Văn Thế lần thứ ba có mặt đây không ạ? À? Ba thứ vừa đến ngược là hủy này. 3, 2, 1 hết giờ. Vâng, chúng tôi xin được phép hủy lá phiếu này đi. Vâng, sau khi mà chúng tôi đã hủy lá phiếu thì dù an khang thịnh vượng, một năm mới, một khởi đầu mới thật thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mang tới toàn thể quý vị, các chị và các bạn một số những tiết mục nghệ thuật hướng về mùa xuân, góp phần và mang những cái nghén mùa xuân bay về. Hơn bao giờ hết, chúng ta mong muốn mang tới toàn thể quý vị và các bạn một không khí xuân thật là tràn ngập hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với các khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin gửi tới toàn thể quý vị nhạc phẩm được mang tên Hoa Cỏ Mùa Xuân. Và xin quý vị và các bạn dành một tràng vào tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn các vũ công hết sức tuyệt vời chúng ta ngày hôm nay. Những vũ điệu hết sức sôi động và sexy. Và hôm trước em có đi làm một chương trình ở trên thị trấn Mèo Vạc với những vũ công như thế này. Và các bác ở Mèo Vạc đã quyết định đòi lên bắt về làm vợ thì được quý vị. Và thế ngày hôm nay quý vị và các bạn có ai muốn bắt các chị này về làm vợ thì cứ tự nhiên nhá. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình bốc thăm trúng thưởng chào xuân năm 2019 cổng Huy Cúc Mobile. Những giải thưởng của chúng ta đã đi qua và bây giờ là những giải thưởng có giá trị nhất trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới toàn thể quý vị, chúng ta còn một giải nhì. Đó là một chiếc điện thoại smartphone trị giá 3.500.000 đồng và một tẩu wifi trị giá 1.200.000 đồng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4.700.000 đồng. Vâng, và ngoài ra chúng ta còn một giải nhất là một chiếc smartphone Wiko trị giá 3.000.000 đồng, một tẩu wifi trị giá 1.200.000 đồng và một sạc dự phòng trị giá 1.300.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 5.500.000 đồng. Và ngoài ra giải đặc biệt, vâng, giải mà quý vị và các bạn đều mong muốn nhận được ngày hôm nay trị giá 17.000.000 đồng đang chờ đón toàn thể quý vị. Nó sẽ thuộc về ai? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi ngay lúc này. Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi đến với giải nhì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Là một chiếc điện thoại smartphone trị giá 3.500.000 đồng và một tẩu wifi trị giá 1.200.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 4.700.000 đồng. Và bây giờ theo thể lệ và theo thường lệ của chương trình thì chúng tôi xin mời một bạn nữ nữa. Vâng, mời một bạn nam rồi bây giờ mời một bạn nữ. Là bạn nào chưa có chồng thì giơ tay nhá. Bạn nào có chồng người bỏ hết tay xuống. Vâng. Vâng, em bảo là chưa có chồng thì giơ tay, thế mà các, vâng, nhìn thấy các cô vâng vẫn cứ giơ cả tay lên là thế nào nhỉ? Được rồi, mời bạn nữ đó. Bạn nữ áo trắng xin mời lên sân khấu. Kính thưa quý vị, và bây giờ một bạn nữ hết sức xinh xắn và sẽ mang lại may mắn cho ai đây? Đầu tiên bạn sẽ giới thiệu một chút về mình, bạn tên là gì, về đến từ đâu nhỉ? Em tên là Huệ, đến từ Ngọc Linh ạ. Huệ đến từ Ngọc Linh đúng không? Huệ thân mến, là em có lá phiếu này trong này không? Có rồi đúng không? Thế em đã mua sản phẩm gì tặng Huy Cúc Mobile rồi? Điện thoại ạ. Mua điện thoại rồi đúng không? Em mua mấy cái rồi? Một cái thôi đúng không? Và lại câu hỏi như thường lệ dành cho tất cả các anh chưa vợ ở dưới. Huệ thân mến, là em có chồng chưa? Em đang đi học chứ bảo có chồng rồi là anh cho xuống luôn đấy. Vâng, nãy giờ đã bảo là em là chưa chồng thì dậy lên. Vâng, em còn đi học đây, năm nay em học lớp mấy rồi nhỉ? Học 12 ạ. Em mới học lớp 12 thôi. Và thế có người yêu chưa? Em chưa. Cũng chưa có người yêu đúng không? Lát nữa thì cho anh kia xin số điện thoại để anh lấy nhá. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ
chúng ta sẽ cùng đi tìm giải thưởng của chúng ta ngày hôm nay. Một giải nhì, một chiếc điện thoại smartphone trị giá 3.500.000 đồng và một tiểu wifi trị giá 1.200.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 4.700.000 đồng. Và bây giờ với những cái giải thưởng lớn như thế này thì ban tổ chức chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn một chút. Chúng ta sẽ phải đảo đều hơn một chút nữa. Và bây giờ xin mời Huệ, em sắm cao tay áo lên. Đúng rồi, em sắm cao lên rồi, em đảo thật đều. Em đảo thật đều lên, đúng rồi. Và bây giờ em bỏ tay ra, đúng rồi. Bây giờ em nhìn về phía dưới. Mà thôi, tốt nhất là em nhìn về anh đi. Em nhìn... Vâng, tôi bảo bạn ấy nhìn là để bạn ấy khỏi nhìn vào thùng phiếu, nó bốc cho nó công tâm. Đấy, quý vị đừng có hiểu lầm nhá. Bây giờ em nhìn vào về anh đi. Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, được chưa? Vâng, đấy được rồi, bây giờ mời bạn sắm cao tay áo lên. Cởi áo rồi, luôn được. Từ từ thò tay vào thùng phiếu, được chưa? Rồi em nhìn vào anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt. Em cứ nhìn thẳng vào anh đi, em không phải ngại. Đó, anh chưa có vợ đâu mà sợ. Vâng, được rồi, bạn bốc giúp chúng tôi một lá phiếu. Đó. Được rồi, một lá thôi. Đó, bây giờ lá phiếu của bạn Huệ rất đây, bạn sẽ mang lại may mắn cho ai đây? Tổng giá trị giải thưởng là 4.700.000 đồng, quý vị nhá, chỉ còn duy nhất một giải thôi. Và bây giờ số đầu tiên là số 1, số thứ hai là số 2. Đã có người hú lên rồi. Vâng, chúng tôi đang tìm chờ đợi những cái tiếng hú như vậy. Vâng, và tiếng hú thứ ba nó sẽ của ai đây? Số thứ ba là số 6. 1, 2, 6. Và số cuối cùng. Từ từ, có 4 số cơ, chị bình tĩnh. Đây là một bộ 4 số nhá. Đây là một bộ có 4 số này, quý vị. Đây là một bộ 4 số. 3 số đầu là 1, 2, 6. 3 số đầu là 1, 2, 6. Và số cuối cùng. Số cuối cùng là số mấy? Số mấy đâu quý vị? 1, 2, 6, 6. Số 1, 2, 6, 6. Khách hàng Trương Mạnh Quỳnh đến từ Ngọc Linh, Vị Xuyên. Số 1, 2, 6, 6 ạ. Số 1, 2, 6, 6. Trương Mạnh Quỳnh đến từ Ngọc Linh, Vị Xuyên. Chúng tôi xin được chúc mừng anh Trương Mạnh Quỳnh số 1, 2, 6, 6 lần thứ nhất. Anh Trương Mạnh Quỳnh số 1, 2, 6, 6 lần thứ hai. Có không ạ? Vâng, nếu ai là... Vâng, quý vị vui lòng giơ tay lên và tiến về sân khấu. Vâng. 1, 2, 6, 6 Trương Mạnh Quỳnh, Ngọc Linh, Vị Xuyên. Lần thứ ba có mặt tại đây không ạ? Có rồi, kìa, đang lên rồi. Vâng, có thì xin mời anh lên. Và quý vị lưu ý nha, quý vị có, quý vị không thể đứng dưới mà giơ lên được. Tôi không thể nhìn thấy cái lá phiếu của quý vị, mà bắt buộc quý vị và con phải tiến về trung tâm sân khấu. Và bây giờ xin mời anh Trương Mạnh Quỳnh số 1, 2, 6, 6. Vâng, xin mời ạ. Rất là hồ, đúng rồi, xin mời anh lên trên đó đây. Anh bước hẳn ra đây này. Kính thưa quý vị, hiện tại ấy, thì chúng tôi đang có một cái lá phiếu mà bị trùng số phiếu, cùng là 1, 2, 6, 6. Vâng, nhưng lại có đến hai tên khách hàng. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Ngô Quốc Huy lên kiểm chứng lá phiếu này. Và anh là người quyết định xem lá phiếu này có được coi là hợp lệ không. Ghép vào anh ơi, ghép vào em giấu liền nhau. Quý vị và các bạn có mặt tại sân khấu ngày hôm nay, còn ai có số phiếu 1, 2, 6, 6 không ạ? Ghép vào đóng dấu. Ghép vào đóng dấu có hợp không khi đâu. Không phải đổi. Dấu có khi đâu. Vừa rồi là có bảo đổi phiếu, là có khác trong đổi. Không phải ghép. Còn vâng, kính thưa quý vị, và nếu vừa rồi Huy Cúc cũng có gọi cho một số khách hàng là có một là số lá phiếu không phù hợp thì các bạn mang đến đổi, nhưng mà có một vài khách hàng chưa mang đến đổi, cho nên là có thể là dẫn đến tình trạng như thế này. Còn có khách hàng nào mà có số phiếu 1266 được không thì khách hàng giơ tay lên nào. Kính thưa quý vị, và theo quyết định của ông Nguyễn Đức Huy giám đốc,
của công ty trách nhiệm hữu hạn Viễn thông Quốc Huy. Thì hiện tại là phiếu này, vâng, chung số phiếu là 1266, và nếu như tại khu vực trung tâm sân khấu ngày hôm nay không còn ai có phiếu số phiếu là 1266 ngoài bạn Trương, ngoài bạn là Đặng Văn Thắng ạ, vâng, thì ban tổ chức tôi sẽ thông báo là số phiếu này sẽ là hợp lệ, sẽ là hợp lệ, vâng, sẽ là hợp lệ, bởi vì chung số phiếu thưa quý vị, vì chung số phiếu và có dấu của Huy Cúc Mobile, vâng, chung số phiếu, vâng, số phiếu là hoàn toàn không không có dấu vết tẩy xóa hay là chỉnh sửa, vâng, số phiếu này là hoàn toàn không tẩy xóa, không chỉnh sửa quý vị nhá. Vâng, bây giờ quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị và các bạn đồng ý số phiếu này là hợp lệ, quý vị cho một tràng vào tay thật lớn được không ạ? Với những vòng tay phía pháo tay thật là lớn, và xin được chúc mừng cho anh Đặng Văn Thắng đến từ Linh Hồ, xin chúc mừng anh. Và anh Thắng thân mến, anh là người rất may mắn ngày hôm nay khi đã trùng số phiếu với lá phiếu may mắn của chuỗi giải nhì của chúng ta ngày hôm nay. Và anh Thắng thân mến, và xin hỏi một chút là vâng, khi nãy nhận được cái số phiếu với số như thế, anh có cảm thấy như nào, cảm thấy vui và vui vẻ hồi hộp không ạ? Có vui ạ. Có vui đúng không ạ? Vâng, ví dụ trường hợp là không trúng có buồn không? Thôi không sao, đến đây vui là được. À không sao, đến đây vui là được. Vâng, anh là một người và có tấm lòng rất là rộng lượng đúng không ạ? Tôi mà không trúng là tôi buồn một thấy mổ luôn thưa quý vị. Vâng, để cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Anh đã mua sản phẩm gì tại Huy Cúc Mobile rồi ạ? Em mua điện thoại. Mua điện thoại rồi đúng không ạ? Vâng, mua điện thoại rồi, bây giờ anh lại trúng thêm một chiếc điện thoại nữa. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Vũ Anh Cương, vâng, đại diện của Wico Smartphone sẽ lên sân khấu để giúp chúng tôi trao giải nhì cho vị khách hàng may mắn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời anh. Huệ thân mến, một bộ cốc dành tặng cho em. Cảm ơn em rất là nhiều, xin chúc em gặp thật là nhiều may mắn và hy vọng là em sẽ trúng những giải thưởng lớn hơn. Xin mời em tiếp tục trở về dưới sân khấu để cùng tiếp tục tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và thân mến, giải nhì của chúng tôi, một chiếc điện thoại smartphone và một tủ wifi, tổng giá trị giải thưởng lên đến 4.700.000 đồng. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho giải nhì chúng ta ngày hôm nay. Xin được chúc mừng anh. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, xin chúc anh có thật nhiều may mắn và những sự thuận lợi, những sự may mắn cho cuộc sống cho đầu năm mới 2019 này. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vậy là chúng ta đã tìm kiếm được chủ nhân của giải nhì. Bây giờ thì quý vị và các bạn thân mến, chúng ta còn một giải nhất. Một giải nhất là một chiếc điện thoại smartphone Wico và một tổ wifi, tổng giá trị giải thưởng là 5.500.000 đồng. Một giải đặc biệt là một chiếc xe máy trị giá là 17 triệu đồng. Thì bây giờ quý vị muốn bốc giải không ạ? Nếu muốn bốc xe máy trước, tôi sẽ bốc xe máy trước. Nếu muốn bốc điện thoại trước, thì tôi sẽ bốc điện thoại trước. Quý vị muốn bốc cái gì trước ạ? Cái gì cũng lớn. Một giải là 5.500.000 và một giải là 17 triệu đồng. Và bây giờ quý vị muốn bốc gì trước ạ? Tôi bốc xe máy trước nhé. Quý vị muốn bốc gì trước ạ? Vâng, ai người thì nói điện thoại bây giờ đây. Quý vị nói thật to nhá. Xe máy thì hô thật to là xe máy, điện thoại thì hô thật to là điện thoại nào. 1, 2, 3. Vẫn bé quá. 1, 2, 3. Xe máy, tôi bốc xe máy trước. Tôi rất thích chiếc xe máy này nên là bây giờ tôi sẽ bốc xe máy trước. Kính thưa quý vị, một chiếc xe máy model của năm 2017 trị giá 17 triệu đồng, nó sẽ thuộc về ai đây? Hôm nay chúng ta sẽ làm khác đi một tí nhá. Vâng, mọi lần là chúng ta bốc giải nhất trước, sau đó là bốc giải đặc biệt. Bây giờ tôi làm khác đi một tí, chúng ta sẽ bốc luôn giải đặc biệt xem nó thuộc về ai, sau đó chúng ta sẽ bốc giải nhất. Quý vị đồng ý không ạ? Có, đồng ý luôn. Kính thưa quý vị, thật là tuyệt vời cho một năm mới, một khởi đầu thật thuận lợi và thực sự may mắn cho đầu xuân năm 2019. Nếu quý vị và các bạn trúng giải thưởng, vâng, là chiếc xe máy đúng không ạ? Ngoài ra giải thưởng là chiếc điện thoại cũng như phụ kiện là 5.500.000 đồng thì cũng quá là may mắn luôn. Vâng, một khởi đầu không còn điều gì là mỹ mãn hơn. Và với những cái giải thưởng này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình ngày hôm nay và đặc biệt là đại diện Huy Cúc Mobile, vâng, chúng tôi muốn tỏ những tấm lòng tri ân sâu sắc, vâng, gửi đến quý vị và các bạn những món quà tri ân chân thành nhất bằng những hiện vật có mặt tại sân khấu ngày hôm nay, thay cho những lời muốn nói tới sự tin tưởng của quý vị. Và hy vọng rằng trong tương lai, Huy Cúc Mobile luôn là một điểm đến đáng tin cậy, một điểm đến uy tín và chất lượng cho các sản phẩm công nghệ cũng như phụ kiện quý vị và các bạn có nhu cầu lựa chọn và sử dụng. Bây giờ chúng tôi xin mời một người lên giúp chúng tôi bốc thăm.
Và bây giờ lúc tăm xe máy, vâng, bạn kia bốc rồi, rơi nhiều đấy. Vâng, bây giờ xin mời một anh ra đi. Mời anh áo đỏ, đúng rồi, thấy áo đỏ cho nó đỏ đi. Xin mời. Thật giống này hồi hộp đúng không ạ? Kính thưa quý vị, chúng ta, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng cho những sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời bạn bước lên sân khấu. Xin chào bạn, bạn giới thiệu một chút bạn tên là gì và đến từ đâu? Em tên là Giang, em ở Bạch Ngọc ạ. Giang đến từ Bạch Ngọc, Giang thân mến, và ngày hôm nay là bạn có lá phiếu nào tại thùng phiếu không? Có ạ. Có đúng không ạ? Vâng, và bạn đã mua sản phẩm gì tại Huy Quốc rồi? Đã mua điện thoại rồi đúng không ạ? Đã mua điện thoại rồi. Thế thì bây giờ một chiếc xe máy, và chúng tôi xin thông báo tới toàn thể quý vị ngay sau khi quý vị và các bạn trúng giải. Ngay lập tức ban tổ chức chúng tôi sẽ làm thủ tục trao giải, đăng ký gốc cũng như chìa khóa xe cho quý vị và các bạn luôn. Quý vị và các bạn ơi, quý vị và các bạn mang theo xăng chưa nhỉ? Ai mang theo xăng rồi giơ tay lên. Một tràng vào tay thật lớn, còn bên kia không mang theo xăng là không lấy xe máy đâu nhá. Kính thưa quý vị, và bây giờ bạn đã sẵn sàng cho giải thưởng cao nhất của chúng tôi ngày hôm nay chưa? Đã rồi. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị đã sẵn sàng, chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm ai là triệu phú. Vâng, và xin mời bạn. Bây giờ sẽ là một cái khoảnh khắc hết sức hồi hộp. Hết sức hồi hộp. Chúng tôi sẽ đảo lần một. Vâng, bây giờ xin mời bạn sắn cao tay áo lên. Đúng rồi, sắn. Đúng rồi, sắn. Bạn đảo giúp tôi đi, đảo giúp tôi. Hồi hộp như kiểu phim trinh thám quý vị nhỉ. Đúng rồi, bây giờ bạn nhìn ra đây, bạn nhìn ra đây, bạn nhìn ra đây, bạn thấy em nào xinh nhất bạn nhìn. Đúng chưa? Hay em mời một bạn Fiji đứng ra đây vậy, bạn nhìn nhá. Vâng, được rồi, bây giờ bạn thò tay vào thùng phiếu. Đúng rồi, bạn nhìn ra phía tôi. Đúng rồi, bạn đảo lên 3 vòng. Đảo đúng 3 vòng, được chưa ạ? Bạn bốc giúp chúng tôi 2 lá. Bạn bốc 2 lá, được chưa ạ? 1 lá, 2 lá. Đây là 2 lá phiếu bạn ấy bốc. Và bây giờ chúng tôi sẽ đảo lên. Bạn một lớn nữa, tôi đảo 2 lá phiếu này. Bỏ lá phiếu còn lại đi. Đây là cái xe máy của quý vị này. Đây là lý do mà quý vị và các bạn có mặt tại hôm ngày hôm nay này. Quý vị hồi hộp không? Quý em hồi hộp quá, em không thể đọc được. Hồi hộp quá quý vị ạ. Bây giờ một cái khách hàng khá là xa xôi. Chúng ta nặng 3 cây tiếp nhá quý vị nhá. Đây là một bộ 3 số. Một bộ có 3 chữ số. Số thứ nhất là số 9. Số thứ nhất là số 9. Số thứ hai là số lộn lại của số 9, là số 6. Số 9, số 6 rồi. Những ai đã có số 9 và số 6 rồi, giơ tay lên em xem nào. Đã, vâng, rất là nhiều đã có số 9 và số 6 rồi. Số thứ 3 là số từ 0 đến 9. Vâng, số thứ 3 là số từ 0 đến 9. Ai có số từ 0 đến 9 ạ? Có tôi rút gọn lên. Số thứ 3 là số từ 5 đến 9. Từ 5 đến 9. Vâng, hồi hộp quá. Số thứ 3. Vâng, nếu chúng ta lấy số đầu tiên mà nhân với số cuối cùng này, chúng ta sẽ ra 2 số. Vâng, sẽ ra 2 số. Vâng, là một số lẻ. Vâng, nếu lấy số đầu tiên mà nhân với số cái số cuối cùng này sẽ ra đít là 3. Sẽ ra đít là 3. Số 7 ơi. 9, 6. 7. 9, 6. 9, 6. 9, 6, 7. Số 9, 6, 7. Số 9, 6, 7 gồm với ai đây? Số 9, 6, 7 gồm Phạm Quang Thượng đến từ Mèo Vạc Hà Giang. Số 9, 6, 7 Phạm Quang Thượng đến từ Mèo Vạc Hà Giang có mặt tại đâu ạ? Chúng ta xin được chúc mừng cho anh Phạm Quang Thượng số 9, 6, 7 lần thứ nhất.
Anh Phạm Quang Thượng số 96967 lần thứ 2. Phạm Quang Thượng 967 lần thứ 3. Tất cả quý vị đếm thật to để chúng ta tìm người khác nào. Đến cái xe máy mà các ông các bà hô to thế. Vâng, đến là vâng, hú hồn đúng không ạ? Tí thì là mất cái xe máy đi cho người khác rồi. Chúng tôi xin phép được hủy lá phiếu này để đến tôi. Tôi hồi hộp quá quý vị ạ. Vâng, một chiếc xe máy và giải thưởng lớn như thế. Vâng, hồi hộp. Quá hồi hộp luôn. Toát mồ hôi quý vị ạ. Vâng, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhá. Quý vị đã sẵn sàng tìm cho một người khác chưa ạ? Sẵn sàng chưa? Quý vị đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, chúng ta cùng tiếp tục đi tìm. Ai là tỷ phú à chết, ai là triệu phú? Được rồi, xin mời bạn. À, bạn đảo lật đều lên, bây giờ bạn lại đều, đảo đều lên giúp tôi. Được rồi, bây giờ bạn từ bốc, bạn bỏ tay xuống, được rồi. Bạn đảo lên, nhìn vào tôi. Được rồi, rồi bốc một lá thôi, một lá duy nhất. Úi dồi ôi. Tôi biết ai rồi nhá. Tôi biết ai rồi, rất là nhờ những cái nụ cười trên môi quý vị kèm lẫn theo sự hồi hộp lo lắng. Vâng, sự lo âu. Vâng, biết đâu mình mà trúng cái này được về để cho ai đi. Đúng không ạ? À vâng anh, vâng giảm nhạc xuống một tí. Chúng tôi xin được tiếp tục chơi trò ba cây. Vâng, kiểm tra bóng. Lấy bóng, báo số. Vâng, và bây giờ số đầu tiên là số 4. Một bộ 3 chữ số. Số đầu tiên là số 4, ai có số 4 rồi nhá? Đầu 4 có rồi. Số thứ 2 là nửa đây. Số 5 đã có 4 và 5. Con trai con gái đã có số 4 và số 5 rồi. Này tôi không biết anh là trai hay gái nữa. Vâng, nhiều cái tên thì nó không biết là trai hay gái. Biết là 4. Có 4 có 5 rồi. Số điện thoại có 4 có 5 rồi và số cuối cùng. Số cuối cùng ạ. Nếu như chúng ta mà lấy cái số 5 mà nhân với số cuối cùng nó sẽ ra một số lẻ. Nó sẽ ra một số lẻ. Thì nó có những số gì ạ? Số lẻ 1357. Sẽ ra số lẻ và chúng ta sẽ có 1. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều đang rất là hồi hộp. À thôi được rồi, tôi sẽ bây giờ như này, chúng ta có 13579. Bây giờ quý vị quan thân mến, chúng ta sẽ cùng sử dụng trợ giúp là 50-50 quý vị nhá. 50 đúng nhá. À, xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai. Đã bỏ được hai phương án sai, đó là số 1 và số 3. Bây giờ chúng ta còn 57 và 9. Chúng ta còn 57 và 9. 57 và 9 ạ. À. Vâng. Bây giờ những ai chọn số 5 thì giơ tay lên ạ. À. Có ai chọn số 5 không? Đây có một ông chọn số 5 này. Có những ai chọn số 7 giơ tay lên. Ai chọn số 7? Ai có số 7 ạ? Có cả 5 cả 7 ạ? Ông này lại điêu. Vâng, hết số 9. Ai có số 9 ạ? Chúng tôi có số 4, số 5 là số đầu tiên rồi. Số cuối cùng là 5, 7 và 9. Ai có số 5? Số 5 kia. Ai có số 7? Có số 7 rồi. Ai có số 9? Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ viễn thông Quốc Huy, Quy Cúc Mobile xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối các dòng sản phẩm điện thoại chính hãng như iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, vân vân. Ngoài ra còn có 455 Lý Văn Hoan đến từ Phú Linh, số 455 ạ. Số 455 khách hàng mang tên Lý Văn Hoan có mặt tại đây không ạ? Chúng tôi xin được chúc mừng Lý Văn Hoan số 455 lần thứ nhất. Lý Văn Hoan số 455 lần thứ hai. Lý Văn Hoan số 455 lần thứ ba. Anh Hoan ơi, quý vị ơi, đếm to lên nào. Nào to lên nữa một lần nữa nào. Hết giờ. Vâng, rất là tiếc, đủ khổ hai lần rồi. Anh Hoan ơi, là anh Hoan ơi, 17 triệu. Quý vị và các bạn thân mến, đã hai lần được làm quý vị và các bạn con tim đau nhói. Con tim đau nhói xong lại sự trở lại. Vâng, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, có những lúc đã tưởng
Vâng, cuộc sống bế tắc nhưng bây giờ cuộc đời nó lại nở hoa. Vâng, xin được chúc mừng quý vị, được chúc mừng cho tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào. Chúc mừng vì chúng ta còn cái xe máy. Vâng, còn bây giờ xin một lá phiếu nữa. Lần này hồi hộp quá. Tại sao những cái giải thưởng lớn chúng ta tìm được, giải thưởng nhỏ tìm được ngay là giải thưởng lớn này không có, được rồi. Bây giờ bạn lại tiếp tục nhìn vào tôi đi. Bạn cứ nhìn vào tôi, xong rồi bạn thò tay vào rồi. Bạn đảo thật mạnh. Nhìn thấy tôi có đẹp trai không? Có được không? Được rồi, bạn bốc giúp tôi một lá phiếu. Một lá, ok. Đây là một bộ 4 số. Một bộ có 4 số. Số đầu tiên là số 1. Số đầu tiên là số 1 rồi này, rất là nhiều. Ai có số 1 giơ tay lên nào. Nhiều quá. Số thứ 2 là số 0. Đó có rồi. Số thứ 3 là số 9. Số 9. 109. Và cuối cùng. Và cuối cùng chúng tôi lại xin phép đưa ra những cái dữ kiện như sau. Vâng. Số này mà nhân với số 9 thì nó lại ra một số lẻ. Vâng. Số này mà nhân với số 9 nó lại ra một số lẻ. Đó, một số lẻ. Mà cái số lẻ đó mà cộng với lại 10 thì nó lại ra một số lẻ nữa. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta sẽ có những cái số là 3, 5 và 79. 3, 5, 79. Nào, ai có số 3? Ai có số 3? Ai có số 5? Số 5 của chúng ta đâu? Đây, số 5 đây rồi. Số 7 đây. Rồi, ai có số 9? Rồi, chúng ta lại 50-50 nhá. Máy tính lại bỏ giúp chúng tôi hai phương án sai. Đó, hai phương án sai là số 7 và số 9. Bây giờ chúng ta còn lại số 3 và số 5. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ còn là 1093 hoặc là 1095. 1093 hoặc 1095. Hồi hộp, quá hồi hộp thưa quý vị. Bây giờ tôi xin phép được đọc luôn. Tránh quý vị và các bạn đau tim hơn nữa. Vâng. Xin được chúc mừng 1095 Trương Văn Báo 1095. Khách hàng mang tên Trương Văn Báo số 1095 đến từ Đông Cát Hai, Vị Xuyên. Chúng tôi xin được chúc mừng anh Trương Văn Báo số 1095 lần thứ nhất. Anh Trương Văn Báo số 1095 lần thứ hai. Anh Trương Văn Báo số 1095 lần thứ ba. Rồi, xin mời anh Báo lên sân khấu và tổ chức chúng tôi đối chiếu. Bình tĩnh quý vị ạ, chúng ta chưa biết được. Vâng. 30 chưa phải là Tết. Vâng. Sau 6:30 thì chúng ta chưa biết ai giàu hơn ai. Thôi được rồi, xin mời anh bước lên sân khấu nào. Cho tôi mượn lá phiếu của anh. Anh có hai lá phiếu liền. Anh Báo thân mến, trước tiên thì chúng tôi muốn hỏi anh là nếu như ví dụ mà anh có lỡ chẳng may trúng phải cái xe này này. Chẳng may trúng phải cái xe này thì hiện tại anh đã có mấy chiếc xe máy rồi? Có một ạ. Có một chiếc xe rồi, bây giờ có một chiếc xe nữa thì cũng khá là tiện đúng không ạ? Tết này là có chiếc xe máy mới để đi chơi rồi đúng không ạ? Vâng, chẳng may nữa mà cái xe này bây giờ nó lại không thuộc về anh, tức là lá phiếu này của anh không hợp lệ, thì anh có buồn không? Không ạ. Thì nếu mà chúng thì là cái sự may mắn của tôi, còn không thì chúc các quý vị khách hàng tiếp tục có cái như làm đó. Vâng, rất tuyệt vời quý vị, dành cho anh Báo một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Anh có tấm lòng rất là rộng lượng. Vâng, nếu phải tôi mà không trúng tôi thấy buồn chết cha chết mẹ luôn nữa quý vị. Vâng. Rồi bây giờ anh Báo thân mến, xin hỏi một câu nữa là anh mua sản phẩm gì tại Huy Cúc Mobile rồi ạ? Điện thoại. Đã mua điện thoại, điện thoại gì? FPT. Điện thoại FPT đúng không ạ? Vâng, tất cả những sản phẩm của anh mua tại Huy Cúc Mobile đó là một cái điều rất là tuyệt vời, và chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ luôn luôn mua sắm tại Huy Cúc Mobile. Thì anh Báo thân mến, anh đứng ra đây. Mỏi lưng quá. Tôi rất là tiếc. Tôi rất là tiếc khi phải nói ra điều này. Thưa quý vị, anh Báo thân mến, chúng tôi xin được nói lời chia buồn. Xin được chia buồn với tất cả quý vị và các bạn có mặt tại hôm nay, vì lá phiếu hoàn toàn hợp lệ đúng không quý vị? Vâng, lá phiếu số 1095
anh Trương Văn Báo. Vâng, lá phiếu 1095. Anh Báo đứng đây, vâng, lá phiếu 1095 là hoàn toàn hợp lệ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta sẽ cùng đối chiếu lá phiếu số 1095. Vâng, lá phiếu là hoàn toàn hợp lệ. Thưa quý vị, lá phiếu là hoàn toàn hợp lệ, xin chúc mừng cho anh Báo. Vâng, xin chúc mừng anh đã lựa chọn một điểm đến mua sắm các sản phẩm công nghệ. Và ngày hôm nay, giải thưởng đặc biệt trị giá 17 triệu đồng đã thuộc về anh. Và quý vị và các bạn, chúng ta còn một giải nhất trị giá 5 triệu rưỡi nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Rồi, và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ viễn thông Quốc Huy sẽ lên sân khấu để trao giải đặc biệt chúng tôi ngày hôm nay. Hãy là PG bưng giúp chúng tôi này xuống dưới. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều, một món quà dành tặng bạn, và xin chúc bạn sẽ có những cái giải thưởng tiếp theo. Chúng ta còn một giải nhất nữa. Vâng, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ viễn thông Quốc Huy. Đồng kính mời bà Thẩm Thị Tư Cúc, phó giám đốc công ty, vâng, sẽ lên sân khấu giúp chúng tôi, vâng, và trao giải đặc biệt chúng tôi, giải thưởng trị giá 17 triệu đồng ngày hôm nay. Vâng, ý đưa đứng hẳn lên sân khấu anh ơi. Vâng, ý đưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, giải thưởng quý vị và các bạn đều đang mong chờ. Giải thưởng lớn nhất của chúng tôi ngày hôm nay, giải đặc biệt trị giá 17 triệu đồng, đã tìm kiếm được chủ nhân. Và chúng tôi hy vọng rằng, vâng, tất cả quý vị và các bạn, vâng, chúng ta đều hướng về những sản phẩm công nghệ có mặt tại Huy Cúc Mobile trong tương lai. Và bây giờ sẽ là một giải thưởng cuối cùng mà chúng tôi sẽ trao tặng cho quý vị và các bạn ngày hôm nay. Một giải nhất bao gồm một combo giải thưởng trị giá 5.500.000 đồng. Chắc chắn rồi, mời anh Báo nán lại sân khấu để lát nữa làm thủ tục trao giải nhân giải nhá. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một giải thưởng cuối cùng. Một giải nhất của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc smartphone Wiko trị giá 3 triệu đồng, một tẩu wifi trị giá 1.200.000 đồng, một sạc dự phòng trị giá 1.300.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5.500.000 đồng. Và giải thưởng cuối cùng ngày hôm nay nó sẽ thuộc về ai đây? Xin mời một bạn nữ lên sân khấu cho chúng tôi. Mời một bạn nữ. Tôi lại tìm bạn chưa chồng nhá. Hơn tất cả các bạn. Nhà biển xanh. Thôi được rồi, bây giờ rằng, vâng, tất cả quý vị và các bạn, vâng, chúng ta đều hướng về những sản phẩm công nghệ có mặt tại